Vừa qua, hàng trăm người yêu nhạc đã có mặt tại sân khấu trước Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế để thưởng thức âm nhạc trong chương trình có chủ đề Đối thoại Trịnh Công Sơn, Tình yêu tìm thấy. Đây là một trong những chương trình được người dân địa phương và du khách mong chờ nhất tại tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Đêm nhạc với chủ đề Đối thoại Trịnh Công Sơn, Tình yêu tìm thấy diễn ra tối 9 tháng 6 ở sân khấu Lầu Kiến Trung, bên trong Hoàng cung Huế, là một trong những chương trình được chờ đợi trong khuôn khổ tuần lễ Festival Quốc tế 2024. Thế nhưng trước giờ diễn, cơn mưa nặng hạt chút xuống và kéo dài không dứt, khiến kịch bản phải thay đổi vào giờ chót để thích nghi. Theo dự kiến, đúng 20 giờ chương trình bắt đầu, nhưng mưa ngày càng nặng hạt khiến ban tổ chức đành đưa ra lời xin lỗi, nấn ná để đợi tạnh mưa. Trong lúc chờ đợi, các nghệ sĩ đã mang ô xuống khán đài, hát vang những giai điệu quen thuộc của Trịnh Công Sơn. Mặc dù trời mưa rất là to, nhưng mà vì cô là rất là yêu nhạc Trịnh, và cả hầu như là cả gia đình cô cũng rất là thích nhạc Trịnh, cho nên cô vẫn quyết tâm ngồi lại để chờ xem cho đến cùng. Một không khí trời mưa nó làm cho con người mình cảm xúc hơn, vì mình lắng đọng để mình nghe nhạc Trịnh nó hay hơn. Đến 21:30, bên dưới sân khấu rất đông khán giả vẫn mặc áo mưa, che dù ngồi chờ đợi. Và cuối cùng những nghệ sĩ đã xuất hiện cùng với những ca khúc bất hủ đã đem đến một đêm nhạc với thật nhiều cảm xúc. Những ca khúc quen thuộc như Ướt Mi, Diễm Xưa, Cát Bụi, Hạ Trắng, Nắng Về Đâu, ta đã thấy gì trong đêm nay qua các giọng ca truyền cảm như Cẩm Vân, Quang Dũng, Đức Tuấn, Tuấn Sơn cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ violon Hàn Quốc Jimco đã đẩy ca khúc đạt đến tầm cao mới. Trước khi khép lại chương trình, các nghệ sĩ cùng những khán giả cuối cùng đã bước lên sân khấu trong mưa, họ cùng hát vang khúc ca Nối Vòng Tay Lớn. Ngày 10 tháng 6, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Hà Nam đã tôn vinh khen thưởng cho người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hiến máu 14 tháng 6. 137 tập thể cá nhân và gia đình tại Hà Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 được tôn vinh khen thưởng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng giải thưởng Kha cho 4 tập thể, 2 cá nhân, bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho 4 tập thể, 5 cá nhân, giấy khen của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho 7 tập thể, 13 cá nhân. Còn lại do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tặng giấy khen. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Nam phối hợp tặng quà tri ân cho 120 tình nguyện viên hiến máu tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Phủ Lý. Ngày 10 tháng 6 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Bình Định và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Việc tổ chức hội nghị giữa hai tỉnh nhằm tăng cường liên kết giữa hai địa phương, tạo ra nguồn lực phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của mỗi tỉnh, qua đó tăng cường tổ chức hoạt động phát triển du lịch của Bình Định và Hà Giang, phát huy tối đa sức sáng tạo chủ động của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch để phát triển thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế. Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để nâng cao vai trò trách nhiệm, đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc quản lý nhà nước về du lịch giữa hai địa phương, tạo cầu nối để doanh nghiệp du lịch hai địa phương liên kết hợp tác phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.